Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Hải nha. Thì thật sự hôm nay mình mới nhận được một cái câu hỏi rất là thú vị ha, của một người bạn. Câu hỏi mà sự thắc mắc là nhiều hơn câu hỏi nha. Đó. Thì mình cũng mới vừa cho gà ăn chiều xong nè, sẵn này làm cái video luôn. Đó. Thì cái người bạn này hỏi nói là anh ơi, tại sao em nghe người ta thường nói á là gà cho ăn buổi chiều nha, cho ăn trễ. Mặc dù con gà mình khỏe mạnh nhưng thường nó có hiện tượng là chậm tiêu và khó tiêu, nó thậm chí là chướng nhiều luôn đó. Rồi thì cái nguyên nhân tại sao, và anh cho cái cách khắc phục luôn nha. Còn nếu lỡ em cho con gà nó ăn vào buổi chiều rồi thì xử lý như thế nào mà ăn trễ nha. Rồi vậy mình đi vô trả lời câu hỏi nha, rất là đơn giản thôi nè. Tại vì cái con gà của mình nó ăn thường là ăn cái thức ăn dạng hạt dạng viên nha. Mà dạng hạt dạng viên muốn để lâu được thì anh em mình để ý kỹ đi, toàn là dạng hạt dạng viên khô thôi đó. Mà cái con gà của mình nó ăn vào cái kiểu chiều, đặc biệt là anh em mình cho ăn hơi trễ chút xíu, kết hợp với cái tập tính của con gà, miễn cái con gà nó còn thấy đường, nó còn đi ăn được nó thì nó ăn, nhưng mà sau đó lập tức nó sẽ vô chuồng ngủ. Còn những cái con mà gà nó quen ngủ cây rồi, nó ăn xong nó cũng nhảy lên cây nó ngủ nha. Và cái quá trình uống nước của nó, nhầm con thì nó uống được, nhầm con thì nó không có nước uống đó, và nó nhịn khát luôn. Thì cái thức ăn đưa vô diều là cái dạng viên khô đó, nó vô trong diều, nó nằm ở đó, nó đợi có nước vô thì nó mới hoàn thành cái quá trình là hấp thu nước vô cái viên thức ăn, nó mềm đi rồi mới vận chuyển cái quá trình tiêu hóa. Nhưng ở đây nó ăn rồi nó ngủ liền, nó đi vô chuồng ngủ liền, nó không kịp uống nước nha anh em. Hoặc là anh em mình cho ăn rồi mà không có chuẩn bị nước cho nó uống đó, sơ ý chỗ đó thôi, thì con gà nó cũng không có nước uống, và cuối cùng cái thức ăn nó còn khô gan, nó nằm trong cái diều con gà. Thì bắt đầu tới sáng ngày mai đó, mình quan sát con gà mình thấy cái diều nó vẫn còn no nó, đó là cái hiện tượng là con gà mình nó chậm tiêu khó tiêu nha. Lý do là nó thiếu nước. Nếu cái con gà mình nó yếu về đường tiêu hóa thì cái bầu diều này có khả năng nó sẽ làm cho con gà mình bị chướng diều luôn anh em. Còn những cái con gà mà sức khỏe ok bình thường nha thì sáng nó thức dậy nó sẽ tìm nước nó uống trước cái nha anh em đó. Cho nên cái vấn đề nước uống đối với con gà cực kỳ quan trọng nha. Và anh em mình cho con gà ăn buổi chiều, cho ăn hơi sớm chút xíu cũng rất là quan trọng đó. Rồi bây giờ tới cái thắc mắc cuối cùng nè. Em lỡ cho con gà nó ăn vào buổi chiều mà cho ăn trễ quá rồi thì phải xử lý như thế nào? Đơn giản thôi nha. Nếu anh em mình có một hai con gà thì không sao, nó giờ cho ăn trễ quá thì thôi lấy nước cho nó uống. Còn nếu mà tối quá nó không thấy được uống nước, bây giờ mình cho nó vài ngụm nước vô miệng là xong ha. Vậy là ok. Rồi tới đây cái nội dung video Hải kết thúc nha. Tạm biệt anh em.